7 thời điểm, càng im lặng, càng chứng tỏ bạn khôn ngoan trên đời. Người xưa có câu, im lặng có giá ngàn vàng. Có những thời điểm tuyệt đối đừng nên nói, nếu không sẽ hại người, hại ta. 1. Khi bị người khác nhục mạ, đừng nói lời sằng bậy, vô nghĩa. Đời một con người chúng ta không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Khi bị người khác nhục mạ, rất nhiều người sẽ miên man suy nghĩ. Khi bị cảm xúc quan chế ước, họ rất dễ suy đoán, lung tung, rồi thì hồ đồ. Khi đó, người ta thường phát tiết ra và nói ra những lời vô nghĩa. Vì vậy, khi bị người khác nhục mạ, thì thái độ xử thế tốt nhất không phải là bất mãn, mà là tự suy xét lại bản thân mình. Khách quan phân tích và tìm ra nguyên nhân bản thân bị nhục mạ là gì, mà từ đó bỏ nó đi. Trên thế giới này, người có thể cứu vớt mình chính là bản thân mình. Điều người khác có thể làm chỉ là khuyên giải. Thứ hai, khi được người khác khen ngợi, đừng nói ngông cuồng, ngạo mạn. Được người khác khen ngợi tán dương, chắc chắn ai cũng thấy thích. Người ta khen bạn bởi vì bạn đang khẳng định được năng lực của mình trong một lĩnh vực nào đó. Nhưng hãy nhớ một điều rằng, mỗi một người chúng ta đều có điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Do vậy, đừng nên kiêu ngạo mà làm gì. Trong cuộc sống, rất cần những lời khen ngợi để khích lệ tinh thần và công nhận cho sự nỗ lực. Nhưng mà đừng vì sự tán thưởng của người khác mà trở nên ngạo mạn, tự đại, rồi đánh mất đi chính bản thân mình. Sông có khúc, người có lúc. Thời tốt, giờ tốt, nhiều người vây quanh, nhưng mà nay mai lỡ có xấu thì liệu còn bao nhiêu người ở bên mới là quan trọng. Thứ ba, khi người khác suy tư, lao động trí óc. Khi thấy người khác trầm tư, im lặng thì đừng bao giờ phá cái khoảng trời riêng của họ. Im lặng là cần thiết vào lúc này. Thấy người khác đang suy tư, lao động trí óc thì phải để yên cho họ làm việc. Tránh vô duyên làm ầm ĩ, ồn ào. Thấy khó chịu thì đi ra ngoài, như vậy mới là người có ý tứ. Sự im lặng là vương quốc hoạt động của trí óc. Nhờ im lặng mà chúng ta có được những kiệt tác, những tác phẩm xuất sắc, phục vụ cho đời. Thứ tư, khi người khác không hiểu mình. Khi người khác không hiểu chúng ta nên cởi mở, hòa đồng để người khác có thể hiểu mình hơn. Nhưng nếu nhận thấy rằng họ không thể nào hiểu được những gì mà mình đang nói, thì tốt nhất là nên im lại. Nói mà người khác không hiểu nổi thì nói làm gì? Chẳng khác nào đang tra tấn người khác. Nặng hơn có thể gây dị ứng với người khác, hoặc là gây ra hiềm thù. Thứ năm, khi người khác nói về vấn đề mà mình không am hiểu. Người ta thường nói, biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe. Người khôn ngoan chỉ nói những điều mà mình biết rõ và hoàn toàn im lặng với những gì mà mình không biết hoặc là mơ hồ. Đừng bao giờ ảo tưởng mình là bách khoa từ điển. Nhà bác học Edison đã nói, điều chúng ta biết chỉ là một giọt nước, điều chúng ta không biết là cả một đại dương. Còn hiền triết Scoret đã thừa nhận, tôi không biết gì cả, đó là điều tôi biết rõ nhất. Chỉ là người bình thường, chúng ta càng cần phải khiêm nhường mà biết im lặng. Thứ sáu, khi người khác khoe khoang, lý sự. Thùng rỗng thì kêu to. Càng hiểu biết, người ta càng ít nói, thâm trầm, cảm thông. Trong vốn phép toán thì phép trừ là dễ nhất, nhưng lại đầy ý nghĩa. Chỉ vì ngu dốt cho nên mới độc đoán, khắt khe, cố chấp. Khoe khoang và lý sự là đặc điểm của kẻ đầu óc nông cạn, thiển cận. Dốt thì hay nói chữ, có thể cố che lấy khuyết điểm của bản thân mình. Thứ bảy, khi người khác không cần mình góp ý kiến. Đừng bao giờ xía vào chuyện của người khác hoặc là tò mò chuyện của họ. Và lại, nói nhiều thì sai nhiều, nói thiên lệch thì mất lẽ chính.
nói huênh hoang rồi thì đến chỗ đuối, nói xiên nói sẹo rồi đến chỗ sai trái, nói giấu nói giếm thì sẽ đến chỗ cùng. Kalimbon đã từng nói, đàm luận khiến cho con người ta hiểu biết, nhưng mà im lặng lại là trường học của sự khôn ngoan. Im lặng còn là yêu thương, tha thứ và là cuộc sống. Đời người không có đúng hay sai, chỉ có nhân và quả. Muốn thanh thản trên đời, hãy nhớ điều này. Càng sân si, càng so đo tính toán, thì con người ta càng dễ nghi ngờ, mỏi mệt và không có một chút phút nào bình yên. Câu chuyện ngắn dưới đây sẽ nói lên tính cách của mỗi một người. Có một bé trai và một bé gái chơi cùng nhau. Bé trai thì nhặt được rất nhiều đá, còn bé gái thì lại có rất nhiều kẹo. Bé trai muốn dùng tất cả số đá mà mình nhặt được để đổi lấy số kẹo của bé gái kia, và bé gái này đã đồng ý. Nhưng mà bé trai thì lại giấu đi những viên đá đẹp nhất và đưa cho cô bé những viên đá xấu xí. Tuy nhiên, bé gái vẫn đưa hết cái số kẹo của mình cho bé trai như đã hứa. Đến khi tối trở về nhà, bé gái lên giường và ngủ rất ngon. Tuy nhiên, bé trai lại nằm nghĩ, nghĩ mãi, mãi mà không ngủ được. Cậu cứ nghĩ rằng, liệu có phải là bé gái kia cũng như mình và cất đi rất nhiều kẹo ngon hay không? Thực ra, nếu như bạn không thể hoàn tâm toàn ý với người khác, thì bản thân của bạn cũng sẽ nghi ngờ liệu người khác có thành tâm với mình không. Để có được một giấc ngủ ngon, một cuộc đời thanh thản, một tâm thái hòa ái, thì hãy thành tâm mà đối đãi với người khác. Trong cuộc sống của chúng ta, có rất nhiều người hay có sự việc giống như câu chuyện kể trên. Liệu chúng ta có thể thành tâm mà đối đãi với người khác hay không? Dù biết rằng những ngờ vực và những hiểu lầm là tổn hại tới tinh thần, thể xác của chúng ta, nhưng mà nhiều người vẫn lo nghĩ, ăn không ngon rồi thì ngủ không yên. Trên thế giới này không có đúng hay sai, mà là chỉ có nhân và quả. Khi chúng ta thành tâm đối đãi với người khác thì không cần phải suy nghĩ tới chuyện báo đáp, mà chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi, rồi tất cả mọi thứ sẽ thuận theo tự nhiên mà đến. Câu chuyện trên chỉ là một ví dụ cho một bộ phận những người lúc nào cũng chỉ biết so đo thiệt hơn, muốn có mà lại không muốn mất. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài có đặt một câu hỏi cho các vị sa môn là: tuổi thọ của con người dài trong bao lâu? Và vị sa môn đã trả lời là: chỉ dài bằng một hơi thở. Đức Phật nói: đúng vậy, ông là người hiểu đạo. Trích trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Cuộc sống của mỗi người chúng ta chỉ tồn tại trong một hơi thở. Vậy thì tại sao chúng ta cứ để tâm mình mãi cứ luẩn quẩn trong u mê và phiền não? Nếu như con người biết buông xả trong đời sống hiện tại, buông đi những lợi danh, buông đi những thù hận chấp nhặt, đồng thời người ta biết xả đi những mưu tàu kính toán cho bản thân mình, xả đi cái sự tham sân si, thì trong cuộc sống thường nhật sẽ tự tìm thấy cho mình an vui thanh thản trong tâm hồn. Bởi khi biết buông xả thì thân tâm chúng ta mới có thể vượt qua được những cám dỗ của tham sân si, của mạn ác nghi ác, để rồi nhìn thấy niềm vui xung quanh ta. Có buông xả thì lòng ta mới rộng mở. Ai nói gì không vừa ý cũng bỏ qua mà không chấp. Nếu ai có điều gì xúc phạm thì cũng dễ dàng tha thứ. Mà nếu có giận, có buồn thì chỉ vài phút hoặc là vài giờ, cùng lắm là qua một đêm rồi quên hết đi cho đời mình nó an vui. Nhưng nếu hãy hiểu rằng buông xả không có nghĩa là buông bỏ, dẹp hết tất cả chỉ để lo cho bản thân mình, không có nghĩa là chối bỏ, trốn tránh trách nhiệm trong cuộc sống. Là con người Phật, chúng ta luôn buông xả, nhưng mà phải luôn giữ trọn vẹn trách nhiệm của một con người, để bồ đề tâm thêm vững chắc, để trả ơn công lao sinh thành của cha mẹ, để chu toàn mọi việc, mọi bổn phận. Tất cả được làm với tấm lòng bao dung, mở rộng như một vị Bồ Tát, xử sự theo tinh thần từ bi hỷ xả.
còn đích đến như thế nào tuyệt vời hơn khi biết tìm lại, trở về với chính cuộc sống, nội tâm của chúng ta, để trở về với sự thanh thản trong tâm hồn. Bởi vì khi tâm hồn trong sáng, vui vẻ là chúng ta đang tiến dần tới mục tiêu thành công trong cuộc sống mà chúng ta đang mong đợi. Chúng ta sẽ làm việc tốt hơn, sống đam mê hơn, nhân hậu, tha thứ và rộng mở, học thêm được nhiều điều mới. Song quan trọng nhất là chúng ta được hạnh phúc, nhận được nhiều yêu thương khi mà biết buông xả. Có lẽ chính là quy luật và là nghệ thuật trong cuộc sống mang lại cái sự bình an cho mỗi người.